Của chúng con trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý cha cùng toàn thể quý vị, hai ca khúc Mưa Vị Công Chính và Lời Vòng mà tập thể ca đoàn Cecilia Giáo xứ Nghi Lộc chúng con vừa trình bày là lời mở đầu cho chương trình đêm nhạc hội 16 mừng Chúa Giáng sinh năm nay với chủ đề Đêm Thánh Vô Cùng.
Chúng con anh Tuấn và Hồng Nhung xin được gửi lời chào trân trọng và lời chúc bình an tới quý cha, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, các vị khách quý cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa và bạn bè gần xa đã hiện diện trong đêm nhạc hội mừng đại lễ Giáng sinh năm nay. Kính thưa quý vị, hai ca khúc Mưa Vị Công Chính và Lời Vòng mà chúng con vừa trình bày là những bài thánh ca mà chúng ta vẫn thường nghe trong mùa vọng với tâm tình tin yêu và hy vọng, cùng đợi trông đấng thiên sai ngự đến, sự chờ mong và niềm hy vọng của chúng ta hôm nay tựa như những nốt nhạc vui tươi cùng ngân lên rộn ràng, hòa vào niềm hân hoan với toàn thể nhân loại như lời kinh thánh được trích dẫn trong tin mừng thánh Luca: Này, tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em. Đêm nay, chúng ta lại cùng ngân vang lời ca vinh danh của các ca đoàn thiên thần năm xưa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Kính thưa quý vị, hiện diện trong chương trình đêm nhạc hội đêm nay, chúng con hân hạnh chào đón sự hiện diện của cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Chính. Chúng ta cùng chào đón Ngài một tràng pháo tay thật lớn và thật dài ạ. Chúng con xin chào đón sự hiện diện đầy trân quý của cha già Anton Nguyễn Thanh Đương. Chúng ta cùng chào đón Ngài bằng một tràng pháo tay. Về dự chương trình đêm nhạc hội còn có quý tu sĩ nam nữ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, quý khách xa gần. Bên cạnh đó là sự hiện diện của anh chị em không cùng niềm tin tôn giáo. Chúng ta cùng chào đón nhau bằng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và để chính thức khai mạc đêm nhạc hội mừng Chúa Giáng sinh năm nay, chúng con hân hạnh mời cha quản xứ lên chính thức khai mạc chương trình đêm nhạc hội đêm nay. Chúng con trân trọng kính mời cha. Trọng kính cha già Anton, cha quê hương. Kính thưa quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ, quý ban ngành, quý ông bà và anh chị em xa gần về với giáo xứ Nghi Lộc chúng con hôm nay. Lời đầu tiên cho phép con được thay lời cho toàn thể gia đình giáo xứ Nghi Lộc, xin gửi tới cha già, cha quê hương, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ, quý ban ngành cùng toàn thể quý vị khách quý và đã về với chúng con trong đêm nhạc hội hôm nay. Nguyện xin Chúa hài đồng tuôn đổ ơn lành của Ngài trên quý cha, quý thầy, quý sơ, quý hội đồng mục vụ cùng toàn thể mọi người hiện diện hôm nay, cùng như những anh chị em không thể về với giáo xứ chúng tôi được. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên quý cha và quý vị. Kính thưa cha quê hương cũng như tất cả quý vị, hàng năm giáo xứ Nghi Lộc chúng con hòa chung niềm vui với toàn thể giáo hội hoàn cầu mừng Chúa Giáng sinh và đêm canh thức, để rồi giáo xứ Nghi Lộc đem lại niềm vui cho quý vị khi trở về với giáo xứ chúng con. Và hôm nay lần thứ 16 tổ chức đêm diễn nguyện, và giờ đây tôi xin tuyên bố đêm nhạc hội được bắt đầu. Chúng con xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu của cha. Xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay để cảm ơn Ngài. Thank you.